Hello, em toàn xin chào tất cả quý anh chị và cô bác nhé. Mọi người cho em toàn xin gửi một lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người. Đấy, mọi người nhìn chưa? Hôm nay em toàn có một bộ xếp tổ bát tô sai khổng của Kutani. Cái hàng này là hàng sâu tuổi, nó từ thời Meiji nhé mọi người nhé. Đây, bây giờ em sẽ họa tiết thì là ba cái bát này giống nhau, vẽ vàng. Bây giờ em toàn sẽ quay giới thiệu với mọi người từng chiếc một. Đầu tiên là em toàn cho mọi người xem một cái chiếc nhỏ trước. Đấy, đây mọi người nhé, vẽ tướng quân samurai với mọi người nhé. Đấy, rất là đẹp luôn, Kutani. Đây em cho các bác xem mấy chuyện đây, chuyện Kutani. Cái này là từ thời Meiji nhé mọi người nhé. Tình trạng là bát lành tít luôn, rất là đẹp luôn. Một bộ xếp tộ như này mà vẽ họa tiết như này là rất là khó kiếm, mà nó lại hàng khá là sâu tuổi rồi. Cái này nó khoảng từ năm 1800 nhé mọi người nhé. Khoảng 1868 gì đấy. Nó khoảng khoảng tầm đấy. Nhưng mà cái này nói chung là cái này tuổi thì là nó già rồi mọi người ạ. Rất là ok luôn. Đây, ở trên này là viền này là vẽ nổi khối lên nhé mọi người nhé. Đây là mấy cái bát này nó vẽ như kiểu 3D luôn mọi người ơi. Nhìn nhìn như này thì là nó sẽ trở thành màu nâu, nhưng mà hơi nghiêng ra một chút thì nó nhìn nó màu vàng mọi người ạ. Như em cho quay trong video này nó không không lộ được lên. Tí nữa em quay ở đây là vẽ vàng nhá mọi người nhá. Để tí nữa em quay cái to thì nó sẽ rõ hơn. À, đây em sẽ đặt cái này ra. Em sẽ đo kích thước cái nhỏ nhá mọi người nhá. Cái nhỏ mặt của nó là 24 mọi người ạ. Mặt 24. Chiều cao nó là 7 nhá mọi người nhá. Chiều cao là 7. Mọi người ạ. Chiều cao là 7, mặt 24. Đấy, với em thì với em đặt cái nhỏ nhất này ra, là em lấy cái to cái tầm giữa đây mọi người. Đấy mọi người nhìn chưa? Em nhìn xem nó không không được ánh vàng, nhưng mà đây đây như này. Như này nó đấy mọi người nhìn những cái chấm tròn tròn này này. Đấy, nó hơi khó nhìn mọi người. Thực ra là hơi khó nhìn. Thì thôi em cứ đo kích thước ra xong rồi em sẽ quay cho các bác. Mặt cái này của nó là 27 mọi người nhé. 27. Mặt 27. Chiều cao của nó 8 mọi người nhé. Chiều cao 8. Tình trạng cũng trước này cũng lành tít luôn. Đấy mọi người thấy chưa? Rất là ok luôn. Hàng của Kutani. Hàng này là khá sâu tuổi rồi. Đây mọi người này. Mọi người xem cái chuyện này. Đấy. Rất là ok luôn. Đây, em quay cho mọi người xem có không bị nứt mẻ gì nhá mọi người nhá. Mọi người cứ yên tâm, hàng của em. Hàng của em thì có nứt thì em sẽ báo nứt, mà có mẻ em sẽ báo mẻ. Mà có lành tít thì em cũng phải báo lành tít thì các bác ạ. Đây, vẽ quá là đẹp luôn. Đấy mọi người nhìn thấy chưa? Đây là vàng này. Đấy. Nó ánh vàng như này nhá mọi người nhá. Nhìn như kiểu 3D luôn, vẽ rất là đẹp, mà nó sâu tuổi rồi. Nó già tuổi như này mà họa tiết nó được như này em thấy là quá là ok luôn. Đây vẽ từ xa đây là có núi Phú Sĩ này mọi người. Đấy, có samurai. Đấy, rất là đẹp luôn mọi người xem này. Mặt vẽ có hồn chưa, em thấy bộ xếp tụ này vẽ quá là đẹp luôn, rất là có hồn. Đấy mọi người thấy vàng chưa, rất là ok. Đấy, đây là trước này là... đây em quay trước to nhất, em đo luôn kích thước trước to nhất, xong rồi để em sẽ cho mọi người xem cái họa tiết của trước to nhất. Trước to nhất của nó lên đến 30 mọi người nhé, hơn 30 luôn nhé. Thôi em cứ tính 30 thôi, nó vào bao gần 30,3 thì đấy, 30,3 đấy. Đây chiều cao của nó là 9 nha mọi người nhé, chiều cao của nó là 9 đấy. Đây em cho các bác xem họa tiết của nó. Đấy. Mọi người thấy chưa? Họa tiết cái này ok chưa? Khá là ok. Chiều cao 30, cao 9. Cái nhỏ nhất thì là cao 7. Cái ở giữa là cao 8, cái này cao 9. Đấy. Mọi người thấy ok chưa? Quá là ok luôn. Họa tiết vẽ vàng, rất là đẹp luôn. Em thấy bộ bát một xích tụ này thì em thấy quá là ok luôn. Đấy các bác xem. Về các bác để như này, các bác trưng này. Đấy. Các bác để như này cũng được, mà các bác để nằm xuống như này cũng được.
Nhưng mà em nghĩ là các bác đóng cái giá các bác kê này rất là đẹp luôn. Đấy, các bác thấy em đang cầm tay này. Rất là ok luôn. Ấy, mọi người thấy chưa? Hàng Cutani quá là ok luôn. Rất là chắc chắn. Đây ở cái chỗ này là nó có hơi 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 một chút kiểu kiểu là nó men nó hơi dạn dạn một chút ấy. Nhưng mà nó không phải dạn ra ngoài đâu mọi người nhé, nó ở bên trong nhé, người ta đã phủ men vào rồi thì nó không không có vấn đề gì cả. Ở đây đây này mọi người đấy, nếu mà cái hàng sâu tuổi làm từ ngày xưa thì thực ra là những cái lỗi lầm này thì em nghĩ là chấp nhận được thôi các bạn, cũng không có cái gì mà là không chấp nhận được cả, em thấy là ok. Các bác nào mà ưng sản phẩm nào về đồ gốm của Nhật thì các bác cứ liên hệ với em Toàn nhé. Liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Em Toàn sẽ tư vấn cho các bác về đồ gốm sứ của Nhật. Ấy, các bác thấy chưa? Em thì về quá bát này. Này, vẽ vàng như 3D luôn. Đấy, mọi người nhìn cái bát này to thì nhìn nó rõ hơn. Hai cái nhỏ kia thì nhìn nó khó hơn một chút nhưng mà nhìn quá là ok luôn. Đây mọi người này, ấy thấy chưa, cái này đây, các bác kê như này em thấy quá là ok luôn. Em nhìn thế này nó ví dụ nhìn ra một phía thì là nó màu khác mà một nhìn như này là nó ánh vàng lên. Đây các bác xem này, em quay sát lại cho các bác xem, nó vẽ vàng mà trong khi đó là vàng này rất là lâu đời rồi, nó hơn 100 năm nay rồi mà nó vẽ được như này thì các bác phải nói là nghệ nhân Nhật Bản nó quá là ok luôn mọi người. Đây mọi người, những cái chỗ này là nó cũng điểm vàng nhé mọi người nhé. Đây, những cái vạch này này là vạch vàng luôn. Đấy, mọi người chưa? Có cả thiếu nữ vẽ tranh này nữa mọi người. Đấy. Rất là đẹp luôn. Vẽ vàng quá là ok luôn các bác ạ. Em thấy kết quá. Em làm video lên thôi mà em đã thấy ưng quá rồi. Nên là các bác ưng thì các bác cứ liên hệ ngay với em qua số điện thoại Zalo 0962 949 668 mọi người nhé. Em xin phép là em sẽ đặt cái này ra giữa, là em sẽ đo lại kích thước một lượt nữa em cho các bác xem. Em báo các bác, đây là cái chiếc to nhất này, mặt của nó là 30,3 này, 30,3 này, chiều cao hơn 9 này, em tính 9 thôi, chiều cao 9. Đấy. Đây là cái bát này, là cái này thì là cao 8 nha mọi người nhé. Em sẽ không không đo chiều cao nữa. Mặt của nó 27, chiều cao 8. Cái thứ hai, đây là cái nhỏ nhất. Cái nhỏ nhất là mặt nó 24, cao 7. Đấy, nếu các bác nào mà kết ưng thì các bác cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo 0962 949 668. Đây các bác xem này, tổng 3 cái đây. Đấy, rất là ok luôn, quá là tuyệt vời. Thôi em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người đang xem video của em Toàn thì cho em Toàn gửi một lời chúc chân thành nhất đến tất cả mọi người đã xem video, là chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và luôn sưu tầm được những cái món đồ về gốm sứ Nhật Bản mà mình yêu thích. Thôi em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người một buổi tối an lành, hạnh phúc.